Xin chào tất cả các bạn. Vâng, và lại là Tài đây. Và hôm nay trong clip này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái trọn vẹn đi siêu trong ngành Kaigo phần tiếp theo nhé. Tại vì phần trước á thì mình đã làm cho các bạn về cái cách trọn vẹn là trọn vẹn nào, chọn cái đơn như thế nào, xem từng đơn như thế nào. Thì lần này mình sẽ chi tiết hơn, chọn cho các bạn á là cái kiểu là các bạn đã tới viện để mà được xem, hoặc là tới viện mà phỏng vấn á, thì các bạn được xem viện thì sẽ chọn cái viện ở trong có ngoại hình nội thất như thế nào đấy, rồi chi tiết là unito hay là chọn như thế nào, rồi có cũ có bao nhiêu, rồi vân vân và vân vân. Thì chi tiết phần 2 này mình sẽ làm về cái vấn đề là những cái bạn nào mà đã có thể trực tiếp mà tới viện được quan sát, được xem viện nhé. Bắt đầu thôi, let's go. Đối với những bạn mà có thể trực tiếp đến được viện để mà xem viện á, để mà phỏng vấn, hoặc là những bạn học sinh môn á, thì sẽ có những cái ngày mà được tới cái viện mà mình đi siêu, chuẩn bị siêu, chuẩn bị phỏng vấn á, là được xem mà nó á. Đấy, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách quan sát của những cái viện nó như thế nào, và đặt những câu hỏi cho viện như thế nào để mà chúng ta coi cái viện đó có tốt hay không, có nên đi siêu hay không. Thì cái vấn đề đầu tiên, cái vấn đề quan trọng nhất đó là cái viện có sạch sẽ hay không, đúng không? Người ta nói là nhà sạch thì mát, mà bát sạch ngon cơm mà. Đấy, thì cái viện có sạch sẽ hay không, các bạn chỉ cần nhìn một điểm duy nhất thôi là các bạn có biết được cái viện đó có sạch hay không rồi. Đó chính là các bạn nhìn cái sàn nhà của các viện, không? Cái sàn nhà ngoài hành lang, cái sàn nhà ở phòng ăn, ở phòng living room đó, hoặc là cái sàn nhà ở trong phòng của các cụ. Đấy, các bạn chỉ cần nhìn cái sàn thôi là các bạn đã biết được cái viện nó có sạch hay không liền à. Và vấn đề tiếp theo đó là chúng ta coi cái viện, cái chỗ mà bạn làm á, ví dụ như bạn được lên trên tầng xem á, xem các bạn làm sẽ làm tầng mấy, và ở tầng đó, đó thì sẽ làm bên Unito hay là bên Yurakata hay là bên đâu đó, thì chỗ đó đó, cái khu đó đó thì nó có bao nhiêu cụ, mình phải chăm sóc bao nhiêu cụ, có bao nhiêu nhân viên làm, ví dụ như ca ngày ca đêm thì thường sẽ làm một người rồi đúng không đấy, hoặc là ví dụ như mà nhiều rất nhiều cụ thì làm 2-3 người, thì mình chưa nói vấn đề đó mà mình xem trước là cái ca ngày á, thấy không, là chúng ta sẽ chăm sóc bao nhiêu cụ, và trong cái ngày đó bao nhiêu cụ đó thì sẽ có bao nhiêu nhân viên ca sớm hay ca muộn, thấy không. Và các bạn có thể xem đó là ví dụ như là các cụ đó đó là có còn tỉnh táo hay không, các cụ đó là gì được chứ, hay là cụ đó là này ta khi đi rồi, các bạn cái cụ đó là có đút cho ăn nhiều hay không đấy, bao nhiêu cụ đấy, rồi thay biểm tả cho các cụ dẫn đi vệ sinh này nọ các kiểu đó, thì bao nhiêu cụ là đi được chứ. Các bạn có thể nhìn những cái đó và phán đoán sao cái số lượng nhân viên rồi số lượng công việc đó để cảm thấy là nó có vất vả hay không, chúng ta cũng có thể là phán đoán được một phần nào đó. Tiếp theo thì ví dụ như trong ngày đó đó thì sẽ tắm bao nhiêu cụ, thấy không, một người một nhân viên như vậy thì tắm bao nhiêu cụ, là cô vô cư hay là Ipan vô cư hay là 3-4 tầng gì đó, rồi gom xuống một cái phòng tắm chung Toku vô cư hay là gì đó chẳng hạn. Đấy, thì các bạn có thể xem là bao nhiêu nhân viên tắm cho bao nhiêu cụ. Đấy, cái việc công việc tắm như vậy thì nó có vất vả hay không, thấy không. Và tiếp theo thì các bạn có thể nhìn quan sát trong các nhân viên của viện á, thì họ có thân thiện hay không, thấy không, họ có hay nói chuyện qua lại hay không, hay là họ có nhìn mình họ chào hỏi như thế nào sao đấy các kiểu, thấy không, vân vân và vân vân. Nói chung là một số những cái vấn đề mà khi mà chúng ta trực tiếp đến được viện á, thì chúng ta có thể quan sát một cái số tình hình như vậy để mà chúng ta xem là cái viện đó chúng ta có nên vào đi siêu hay không, hay là chọn một cái viện nào đó khác. Còn mà vấn đề về lương, về tiền bạc, về lương, về nhà ở này nọ các kiểu, thì các bạn có thể xem lại cái clip trước của mình mà mình đã nói về cái vấn đề là chọn viện đi siêu đó, nên chọn viện nào, lương như thế nào, vân vân, thì các bạn có thể xem lại clip trước nhé. Hy vọng qua 2 clip mình chia sẻ này, các bạn có thể chọn cho mình được một cái loại viện thích hợp với bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.